Xin chào các bác nhé. Hôm nay em còn lẻ một con đẩy CA6 các bác này, CA6. Cái con hôm nọ em có con CA9, mấy con thì em bán hết rồi. Hôm nay em lẻ lại một con CA6 này, cũng là mã 16 sò bác nhé. 16 sò. Cái con này công suất nó nhỏ hơn con CA9, con này là 450W một kênh. Các bác đánh một đôi loa full là đánh thoải mái luôn các bác nhé. Đánh một đôi loa full là đánh ok luôn. Các bác nhìn này, đấy, tụ to, nguồn của nó tầm khoảng 17 18 đấy các bác nhé. 16 sò Toshiba. Hình thức đây, hình thức là bình thường, không đẹp xuất sắc các bác nhé. Con nào đẹp xuất sắc thì em bảo đẹp xuất sắc. Con này là máy móc là riêng nguyên bản hết này. Đấy, nhưng mà mặt sắt nên là nó đã cũ rồi. Đây là em chưa lau chùi gì để nguyên này quay lên bán cho các bác nhé. 2.400.000 đồng. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, size 2U các bác này. 2.400.000 đồng. Những người bác nào mà kinh tế bình thường ấy, chơi những con này cũng rất là ok rồi các bác nhé. Cước về nhà các bác nó rơi vào tầm khoảng 150.000 cho đến 200.000 tùy khu vực các bác nhé. Đấy, ruột gan thì còn rất là đẹp. Này các bác về các bác cho tí dầu mỡ vệ sinh và là bóng độn lên ngay. Đó, 2.400.000 chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Bác nào mua thì cọc cho em cái số lẻ 400.000 em ship. Rồi, xin chào các bác.